Chào anh, thì hiện tại ở xe của anh á, là em vừa nhận được tại tiệm em. Thì trước lúc đem qua thì nhỏ nó có hỏi em xin một cái báo giá sơ. Thực sự những cái xe này em làm quá nhiều rồi. Tới bây giờ là không còn gì để nói nữa. Thì cái giá mà báo á, cái gì em cũng có. Và cái gì em có sẵn để báo anh hết á. Nhưng mà cũng như về phần anh á, thì anh cho em xin phép là hỏi cụ thể hơn. Ví dụ như về phần bánh này nè, thì có định là thay bánh căm, nhưng mà giống như thay bánh căm á, vỏ là đi Michelin Pilot 2 gì đó đúng không, là em hiểu phần đó. Nhưng mà về là căm nè, đâm nè, niền á, thì cái xe của mình này nè là kêu là full LED, thì là xe Thái nó cũng sẽ có quay yên 125. Thì anh muốn đi là căm đầm niền của quay yên 125 luôn, hay là mua căm đầm niền xe full LED để gắn lên cho anh? Đó là một, đó là một phần em hỏi thôi. Bởi vì căm đùm liền thì thật sự là nó có vô vàng lộ, nó mấy chục lộ lận. Cho nên giờ kêu em báo giá em cũng không biết báo gì. Giống như là phải có cái ý kiến được của anh á. Cái sở thích của anh thích là căm Nova, niền Excel, niền nhôm hay là niền hãng. Niền hãng thì chia ra hai loại: niền hãng Honda Việt Nam mình và niền hãng Siam Goshi Thái Lan. Đó, giống như là anh phải chọn cho em cái phần đó là một. Các bạn đang thấy ở đây là nguyên xe này là xe mới, chủ xe mới mua là chạy qua mình luôn, 27 cây. Đó, cho nên là em không có quay cái gì ở ngoài hết. Rồi về phần máy á, thì phần máy là anh có yêu cầu em á, là sử dụng mặt đạn SKF. Thì ở đây á, thì là em lại sử dụng là mặt đạn NTN. Và tại sao em sử dụng mặt đạn NTN? Bởi vì mặt đạn NTN đó cái, về cái giá tiền nha, nó còn cao hơn SKF một phần. Và em á, thì em hay xài NTN, bởi vì riêng em cảm nhận thì NTN là máy nó ấm hơn. Đó, còn SKF thì em thấy là nó không bằng, đúng là mặt đạn SKF nó nhẹ hơn thiệt. Nhẹ hơn, nhưng mà nếu mà lựa đúng cái thông số nó vẫn nhẹ như nhau nha. Cái mã đó SKF có thì NTN nó cũng sẽ có. Cho nên là em xin anh ý kiến về phần đó. Còn phần nhâm cúp xéo, cúp đồ á, thì là em vẫn có sẵn hết. Thêm một cái nữa cần nâng cam là anh muốn sử dụng Takeowa, em vẫn có. Nhưng mà Takeowa nó vẫn bị bể cái bánh. Đó, camera quay đây giùm anh. Thì anh muốn xài cần nâng cam của em á, thì anh cứ nói. Thì cần nâng cam của em á, thì được bảo hành 1 năm. Còn cần Takeowa á, thì là không có được bảo hành gì hết. Nó vừa mắc tiền mà không được bảo hành thì anh cứ lựa chọn. Rồi nhông sinh dĩa nha, thì có rất là nhiều loại luôn. Nhông sinh dĩa thì nếu mà sử dụng loại mà tốt nhất để mà gắn full cho led này á, thì nó sẽ khắc phục được cái vụ mà giãn sơn xe full led hoặc là chạy nó kêu lọc cọc của sơn á, thì xe này gặp phải nè. Thì nhông sinh dĩa anh muốn xài loại tốt, anh cũng báo em giùm em loại đó để em ra được cái bản báo giá nó chính xác theo ý của anh chứ không phải là ý của em. Mới tập yoga rồi, đâu có sức dẻo dai rồi, đâu vô mới đấu với mấy fan nào được nè. Chào các bạn, Honda Fujilet 125 đời mới, tiến hành là chạy hú, khắc phục lỗi cơ bản làm cho chiếc xe chạy ngon hơn. Thì cũng như là những cái chia sẻ mà nhiều năm qua với quý vị khán giả, thì sau quá trình mình làm á, thì nhiều anh em á là đặt ra câu hỏi là trên một cái chiếc xe mới thì tại sao cũng là xe hãng, đồ hãng, thì giờ anh tay mở ra thì cũng là đồ hãng mà sao kêu là chạy ngon hơn. Thì bữa mình đã làm một cặp nhông nồi cúp vô xe anh Minh á, thì giờ cũng rõ ràng hết rồi, thôi mình nói với các bạn luôn. Thì các bạn biết là Future 2 nè, Future Neo nè, là những cái xe dòng Future 125 hồi xưa á, chạy rất là ngon. Tại sao tới dòng Future LED thì cái phần máy của nó các bạn cảm nhận là không ngon, dàn áo đồ nó bị rè. Đó, thì ở đây đơn giản thôi, mình sẽ sử dụng những phụ tùng nào vẫn là chính hãng Honda Việt Nam mình hoặc là Honda Thái Lan, cũ dòng xe khác gắn như zin vào được cho cái máy xe Full LED thì mình làm các bạn. Đó, đó là câu trả lời cho các bạn. Và có một vài thứ mình dùng từ là vài món nha, mình không dám là dùng từ full đâu. Mình sử dụng cho các bạn là chính hãng Honda Thái Lan. Còn ai nói mà ráp nguyên cái máy Thái hết là dân tầm bậy, khách hàng không đủ tiền chi trả. Rồi, thì bây giờ vô đây là xe này em sẽ tiến hành chạy hú. Thì em sẽ giới thiệu sơ qua các bạn là những cái món phụ tùng ở trên xe. Đó, Thiện nói thắng chờ anh chút nha Thiện. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi từ trong ra ngoài. Một á, là em sẽ thay cho chủ xe á, là một bộ số mới. Và tại sao á, phải thay bộ số? Thì như các bạn đè đầu vào công cuộc chạy hú cho xe Future, nhưng mà thực sự là nó không phải hú nồi, nó không phải hú chân cam, mà là nó hú bộ số.
Thì em làm cái dòng sen này ít nhất tới bây giờ luôn là cũng hơn 7-8 năm là riêng về dòng sen này rồi. Đó, thì nó là đúc kết là do bộ số ra hết. Có nhiều anh em trong cái câu hỏi của anh em luôn á, nó có câu trả lời luôn. Thắng chờ anh chút nha Thắng. Anh em hỏi, ủa anh Tây ơi, sao xe em chạy số 1, số 2 nó hú qua số 3, nó 4 nó hú như vậy? Đó là trong câu hỏi, câu trả lời đó. Thì số 3, nó 4 nó hú thôi. Vậy là hú do số, chứ đâu phải hú do nồi do gì đâu mà đề nào đi mua nồi 125, nồi này, nồi kia. Không phải, hú bộ số. Và riêng dòng phu trờn 125 là em tự tin em có một bộ số không hú. Đó, rồi là một là xong phần số ha, là xe này sẽ thay một bộ số. Tiếp đến đó thì chủ xe có yêu cầu nha, theo yêu cầu chủ xe là chủ xe sẽ yêu cầu em sử dụng full bạc đạn máy ép. Thì mình mới nói là cái hướng mình đi lúc nào cũng vậy là sẽ theo cái cách mình là mình sử dụng là bạc đạn NTN. Bởi vì bạc đạn SKF á, thị trường á, mình thấy nó nhái giả nhiều quá. Việt Nam mình mà cái gì mà càng mà nhiều ưa chuộng sử dụng thì lại nhái giả nhiều. Đó, cho nên là em nói là em sử dụng hướng đi riêng của em là em sẽ thay full bạc đạn máy NTN cho chủ xe. Và NTN này vẫn là của Nhật. Thì mình mới hỏi rõ chủ xe là à, muốn đi thương hiệu SKF hay là muốn một cái chất lượng tốt hơn. Thì chủ xe cũng nói là tại vì em muốn có một cái chất lượng tốt hơn. Cái việc mà mua bạc đạn hiệu này hiệu kia nó dễ lắm các bạn. Các bạn chỉ có tiền thì các bạn bỏ ra các bạn mua cái gì cũng được hết. Và biết cái nơi nào uy tín á thì mình mua được rõ ràng thêm, đó là yên tâm cho mình. Còn đây em sử dụng bạc đạn là tên là chính hãng công ty luôn. Đó, nó có đây các bạn coi nè, mắc in da băng nè. Và nó có tem 7 màu chống hàng giả đồ đó, mắc in da băng. Rồi bắt đầu là nó có tem 7 màu chống hàng giả nữa các bạn, rất là đã ha. Rồi là xong phần mặt bạn em về qua bên. Thì yêu cầu chủ xe coi kỹ phần này giùm anh. Thì anh chủ xe yêu cầu là gắn tăng cam teke qua nha các bạn, là của Nhật á. Đó. Thì mình có trao đổi thì mình nói là một đó là xài của anh bảo hành 5, hai là xài tăng cam tay kêu qua theo ý em. Thì chủ xe lại nói là thôi anh Tay xài cho em tăng cam hãng. Thì ở đây là anh hỏi lại em thêm lần nữa chắc cú là bây giờ anh sẽ thay cho em một cái tăng cam hãng chính hãng Honda Thái Lan nè. Đó là cái mà song song hồi đó giờ anh hay xài là một là tăng cam của anh, hai là tăng cam này. Thì tăng cam này là mình bảo hành cho các bạn là 3 tháng, chứ hãng không có bảo hành nha, cái này là tự mình bảo hành cho các bạn 3 tháng. Và tăng cam này thì nó có cao su các bạn, cho nên là nó vẫn theo tuổi thọ. Đó, chính hãng Honda Thái Lan nữa các bạn, Mark in Thái Lan chính hãng. Thì em muốn xài tăng cam này thì em báo nha, hay là do anh em mình nói chuyện nhau chưa hiểu mà em muốn xài tăng cam của anh thì em báo. Đó, bình thường hết, để mà anh em mình hiểu rõ nhau hơn là tăng cam anh sẽ xài là tăng cam chính hãng Honda Thái Lan cho em, là bên phần xin cam xử lý xong. Ron Ford đáp lại cho em là chính hãng Ron Ford Honda Việt Nam hết. Những cái phần này là nằm ở ngoài, nó không thuộc về phần máy nữa các bạn, là một cái họng xăng móc. Anh sử dụng cho em là họng xăng mới luôn, chứ không phải họng xăng cũ gì hết, để cho cái xe em là cái xe mới nó phù hợp kim phun. Kim phun này là khắc phục tình trạng thiếu xăng trên xe full LED nè. Xe full LED là chỉ có thiếu thôi nha các bạn, chứ không có dư nha. Xe full LED thiếu xăng cực kỳ trầm trọng. Đó, cho nên xe các bạn chạy hay róc là vậy, em sẽ thay một kim phun và em đổ một cái họng xăng móc. Rồi, là xong em dẹp qua bên. Vô phần bộ nồi là một cái sâu xa nhất. Là ở đây là nồi là em sẽ sử dụng lá bố Thái chính hãng Honda Thái Lan mình. Đó, là đa số trên xe em làm cho các bạn là chỉ sử dụng lá bố Thái thôi, còn tất cả bích những cái khác á, là vẫn chính hãng Honda Việt Nam mình. Sơn ca bánh lòng bánh đỡ đụng vậy. Có nhiều người ta ráp nói full máy Thái, mình nói với bạn full máy Thái á, chắc là thị trường làm được cho người hai người. Các bạn phải nghĩ tới là cộng đồng chung, người ta đủ tiền người ta làm cái đó không nữa. Còn rất là nhiều anh lên mạng nói là tôi sử dụng phụ tùng Thái mà Thái dúi hay Thái gì. Em thì em luôn chia sẻ thật tình của em. Đó, lá bố đầu tiên sử dụng cho em lá bố chính hãng Honda Thái Lan. Tiếp đó đó là lò xo anh sử dụng cho em là 3 lò xo nặng. Bên phần nồi là anh sẽ thay cho em cái bơm nhớt. Bơm nhớt hiệu NK hơn, bơm nhớt mạnh hơn bơm nhớt Vinh. Còn cam với kim nữa đi chung cái combo này các bạn, là cam kim ra phần hoài ha. Em sẽ gắn một cái cam cho cái xe này nữa nha các bạn. Rồi, bố bắc càng. Thì ở đây là trước khi em mở máy ra em sẽ quay sơ hết những cái phụ tùng ở trên xe này để em lấy đồ đi gia công. Thì ở đây là không còn xa lạ với các bạn nữa là cặp nhông cúp 125 nhông xéo chính hãng đây. Và tại sao phải quay trước vậy, để quay để em lấy cái đế các bạn. Nhiều anh em hay hỏi là cặp nhông nào cúp thì bao nhiêu tiền. Đó,
thì để mà gắn được cọng nhâm nồi cúp á là các bạn còn phải đem á cái cụm đế ba càng các bạn đi gia công xử lý này nữa chứ đâu phải các bạn mua là gắn đâu đó. Rồi thì ở đây là mình sẽ thay ba càng dài vô cho chủ xe. Ở trong hãng là anh em mua bất cứ đâu cũng vậy, các bạn chỉ mua được một cặp nhông, anh em mua đế ba càng là vẫn được, nhưng mà các bạn phải xử lý và gia công lại, chứ không phải là các bạn mua vậy rồi các bạn lấy nguyên cái đế cũ các bạn ấp vô đây là lấy. Khi các bạn mua vậy là đúng nghĩa là việc là chỉ mua đồ hãng và ráp mà không biết căn chỉnh. Còn đây á là em sẽ lấy sử dụng bố ba càng dài này, em bỏ vô cái đế và bắt đầu em đi gia công lại cho chủ xe, để mà cái độ hở bố và cái độ cắt bố á, nó đều theo cái mong muốn của mình, đó mới là quan trọng đó các bạn. Thì giờ cho phép em tiến hành mở máy để em lấy cái đế ba càng rồi bắt đầu em đi làm cho chủ xe. Và đây là cặp nhông nồi cúp nè, mình nói với các bạn á, hiện tại các bạn đừng có tính cái đồ lô đồ dinh gì á, mua đồ lô cũng có đâu. Và sau khi á, mà mấy năm sau đi em sẽ chỉ cho các bạn cách phân biệt là nhông nồi cúp dinh là như thế nào và nhông nồi lô là như thế nào. Còn hiện tại bây giờ mình nói với các bạn tới 5 năm sau luôn chắc cũng chưa có đồ lô đâu. Chào em, bây giờ bắt đầu vô phần lóc em nè, nói chung phần máy giờ bắt đầu anh mở ra rồi ha, mở camera vô đây thì anh rửa phần máy sạch sẽ hết cho em 100%. Tiếp đến đó là cặp bạc đạn dên, anh thay cho em là bạc đạn dên NTN luôn, là của Nhật đây, bên gia băng. Thì ngay cả mặt đạn NTN này á, nó vẫn có là Taiwan nè, Canada nè, Italia nè, hoặc là Trung Quốc luôn. Đó thì do mình lựa chọn là cái mặt đạn mình mua sẽ là của Nhật hay gì đó, nó sẽ mắc hơn khoảng mấy ngàn hoặc là mười mấy ngàn, nó tùy thông số mặt đạn. Là mặt đạn bên nồi anh thay, mặt đạn bên lửa anh thay cho em, mà sau đó giờ anh tiến hành ráp máy. Còn đây là hồi sáng anh phải quay trước để là anh chờ này nè, là anh chờ gia công cái nồi. Các bạn thấy là ở đây là nồi cúp 125 nhông xéo đó. Thì bây giờ là các bạn thấy dấu dao nè, làm ra bỏ đi để mà em canh cái nồi này lại có độ hở theo ý muốn của em. Là gì, là chuông là vẫn chuông dinh nha, nếu mà cái nào mà không theo ý muốn được nữa là bắt buộc thay cái chuông đó. Còn đây là bố ba càng dinh nè, chuông dinh nè, mình canh lại. Còn tất cả những cái phụ tùng thay ra của người ta, bố ba càng ngắn và bạc đạn máy luôn là trả về hết. Đây, cái này là bố ba càng ngắn, con này là bố ba càng dài. Thì mình sẽ tiến hành là bắt đầu mình ráp máy từ từ. Anh chào em, thì cái này á là nằm vị trí này kêu là bánh đỡ, và còn cái này á nằm vị trí của lòng kêu là bánh lòng. Thì hai cái bánh cao su này á là của trên xe mình là của Honda Việt Nam, thì anh sẽ thay qua là bánh này là của Honda chính hãng Thái Lan, là của YI 125 á với lại Super Cup á. Rồi cái này cũng vậy, anh sẽ thay qua là bánh lòng nằm vị trí này đó. Thì đó, cái này là em anh có hãng nè, mà chính hãng của Thái nè, anh sẽ thay cho em để mà đem lại chất lượng cao hơn. Và cầm em bảo cầm đây em anh. Và thêm ở đây cũng vậy nữa, các bạn thấy đồ Thái nè, thì cái đồ Thái á các bạn coi hai cái pho này của nó là cũng khác nữa nè. Một cái á là các bạn thấy cái đồ Việt Nam mình nè, các bạn thấy cái ba vớ rất là nhiều không nè, ba vớ nhìn nó không sắc sảo không đó, nhìn nó không có sắc sảo. Còn này của Thái nè, bạn thấy là rõ nét nó sắc sảo không. Rồi chất liệu cao su cũng vậy nữa nha các bạn, và chữ nghĩa là nó khác hết. Cái này là nét lớn nè, cái này nét mảnh nhỏ nè. Rồi cảm ơn các bạn nhiều ha. Em mới mua mới nè, em về em sơn em lót chống xét cho chủ xe đó. Sau khi lót chống xét xong giờ em mới đi mua ruột, em vô ruột. Chào em, thì ở đây là bắt đầu là tiến hành là cái đồ dàn chân xe em. Cặp phụ em đưa anh á, anh sẽ gắn đúng cách nha. Cái xe full led khi các bạn gắn phụt, các bạn gắn sai cách á, cái phụt nó sẽ bị chạy qua bên này chạy qua bên kia. Hồi đó lúc mà dòng full led mới ra em nói á, mấy người mà chuyên gắn đồ kiểu người ta nói em khùng. Rồi tới lúc mà nó gắn người ta bị em, anh sẽ gắn cho em đúng cách. Còn riêng về cặp phụt này á, thực sự là nó sẽ không có chỉnh gì được trên cặp phụt này á, nó chỉ chỉnh được là sao nặng nhẹ ra. Cho nên là cặp phụt này em mua đường sau thì anh sẽ gắn đúng kỹ thuật nhất cho em là một. Còn về mà tăng chỉnh là không tăng chỉnh được, bởi vì phụt của em nó không có nắp chỉnh rebound như là phụt Olino đó. Nhông sinh dĩ anh sử dụng cho em á là nhông tải sau, nhôm em red
nhông tải trước em red, sơn là sơn black gold đó, hình như là binh kỳ á. Rồi đồ xi nè, là em kiểm tra đồ xi giùm anh là một cái cần thắng, một cần số, một giò đạp, một cái chân nhôm. Cần thắng là anh gắn lên xe rồi ha, đưa khỏi qua đây chở xong luôn. Cần thắng là anh gắn lên xe rồi. Còn ba món sơn á là mình sơn gác máy nè, mình sơn chống nghiêng nè, mình sơn chống đứng. Tại sao sơn thì anh em nào khi mà mua xe mới anh em để ý á, những cái mí này nè của các bạn á, nó rất là dễ, nói chung là mỏng lắm, nó nổ cái sét lên á, rất là khó chịu mắt các bạn đó. Thì những cái người mà người ta sơn lại ba món này á thì có thể là người ta thấy vấn đề đó, người ta hiểu các bạn. Nó nứt kìa, là một xe em không có giò đạp thì em muốn anh gắn giò đạp xe hột thì em nói anh, còn em không muốn thôi. Còn này là cặp cái chân nhôm đó, là sẽ xe hột lại cho em. Đây cần số mới xe hột đó. Rồi bao tay là anh thay bao tay cúp. Cái đèn á là anh sử dụng cho em là như ý em, là đúng không, là gắn hai bóng đèn đờ mi, đèn xi nhan vẫn đèn để đèn xi nhan bình thường nè, hai bóng đèn đờ mi ánh sáng trắng. Rồi hai cái bóng đèn led đồng hồ là anh sử dụng bóng đèn Philips đó, là đèn của nền đồng hồ. Bốn bóng xi nhan là đỡ quyền, kiểm tra lại là đúng vô nhang. Rồi bao tay là bao tay cấp 125. Còn ruột á, đáng lý là trên xe em là có lấy bên xe em bỏ qua, thì mình nghĩ vậy là đúng đúng không, sai lầm rồi. Cặp ruột á không nhiêu tiền hết, nồi mà cái tiền á mà đem xuống cho thằng nó xả vỏ ra, nó xả vỏ ra, lấy cặp ruột nó bỏ qua đây á, nó tính 70-80 ngàn là cũng bằng mua tiền cặp ruột máu rồi. Thôi mua cặp ruột máu đi, để nguyên được cặp bánh như vậy, cái vỏ xe đồ dính vô đó luôn, khỏi lạc khỏi mất đó. Còn về cặp bánh á là anh mua là căm nè, niền nè, đùm nè, chính hãng mới hết rồi, mặt đạn hãng luôn đó. Anh sơn chống xét trong đây cho em một lớp, là nó sẽ còn bền hãng, nó đâu có sơn chống xét đâu, nó chỉ có lớp màu đỏ quay dưới đây là sẽ thấy được cái lớp đỏ đó nè. Rồi thì anh sẽ mua là một cặp bánh trước sau cho em. Vỏ anh mua là Pilot chích 2 đó. Cái này là anh sẽ mua cặp ruột và dây tim mới. Còn má đùm á, đùm thì màu bạc thôi, và má đùm vậy, má đùm anh không sơn, mình sơn lại là chẳng thà sơn luôn đùm, sơn luôn má thì trùng mẫu đẹp, cho nên là anh mua cho em cái má đùm mới luôn. Đây anh mua nguyên má đùm mới hãng, vừa trùng màu hãng, vừa không bị lệch màu đó, không cần sơn gì hết, nhanh chóng gọn gàng. Rồi vậy là xong 100%. Cảm ơn em. Xe này á, chủ xe đã tham khảo ý kiến hỏi là em là lên mua pin MD á ok không, thì đối với những dòng xe Vin thì em thấy là các bạn nên lựa chọn cái dòng môn sườn á, lửa dịu nhẹ, ví dụ như là Take, Kitaco thì nó ngon hơn đó. Thì em góp ý ảnh là thôi anh xài Take đi, chứ MD thì lửa nó mạnh quá đó. Thì bây giờ là đã lên thêm cục môn sườn cho anh trai, và giờ bắt đầu em tiến hành em ráp hết. Chào các bạn, thì hiện tại Honda Fuji LED á, thì tới thời điểm bây giờ á, là nó ra rất là lâu với các bạn luôn rồi. Hồi đó là mình làm, mình khắc phục những cái lỗi của nó trên xe, những cái bị cái gì thì mình góp ý với anh em. Thì anh em lại tưởng là một thằng khùng, xe hãng sản xuất ra mà có lỗi. Ngày hôm nay á, thì anh em đã có xe, anh em chạy thử, anh em trải nghiệm rất là đại trà luôn rồi. Dùng từ lại như xe quốc dân vậy các bạn, quay được ít full LED là nhà nào cũng có, nhà nào cũng đi. Thì một cái anh em gặp phải sự khó chịu nữa là sợi sơn của xe Fuji LED, đúng không? Sợi sơn của xe Fuji LED nó mau giãn, nó dễ cạ cạc te, và khi anh em, nhất là anh em lên phục á, phục đồ chơi nó càng cạ cạc te nhiều hơn nữa. Thì ở đây em giới thiệu với các bạn là quy một combo nhông sinh dĩ là nhông tải trước em red, sơn DD vàng của Nhật, là không phải hộp DD mà bình thường các bạn hay thấy đâu nha, cái hộp DD khác nha. Cái hộp này là cái sơn DD này là sơn 1,000,000 sợi á đó. Và nhông này kêu là nhông tải sau, nhông sau, dĩ sau em red bằng nhôm, là chuyên khắc phục tình trạng là giãn sơn nè, chạy cà te nè, do dòng Honda Fuji LED này. Thì nói về mà nhông tải em red và dĩ sau á của em red á thì không cần giới thiệu với các bạn nữa, sơn DD cũng vậy. Thì bây giờ với cái công nghệ phát triển hiện nay á, các bạn lên mạng là các bạn sẽ biết được là cái dĩ sau bao nhiêu, cái nhông tải trước bao nhiêu, và sơn DD vàng là bao nhiêu đó. Cho nên là
quan trọng là các bạn túi tiền kinh phí như thế nào. Ví dụ như là bình quân em hay thay ở tiệm em á, là một sợi nhâm sinh dĩa 9 ly á 450 cành vẫn có, và như xe này á làm sử dụng bộ nhâm sinh dĩa á, là gần 3 củ khoai vẫn có bình thường các bạn. Nói chung là giá thành đều là do ở kinh tế của chủ xe và do túi tiền hết, chứ không phải là do em là người quyết định đó. Giống như mức độ người ta thích chơi như thế nào là người ta chơi. Và tại sao thay cái này vô là nó ghê gớm hay gì không có, nhưng mà là do chất liệu nó tốt hơn, nó sẽ lâu giãn sơn. Bởi vì dòng full led á, sơn của nó 420 cho nên là nó rất là nhanh giãn. Thì các bạn chạy giãn nhanh, và giống như dĩa hãng nữa thì nó giãn nhanh, thì khi mà nó giãn thì nó cạ cà te bọc sơn thôi các bạn. Còn khi các bạn sử dụng một chất lượng cao hơn thì nó sẽ không bị cạ. Em cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tất cả chỉ là cuộc chơi đó các bạn à, chứ đừng có mà suy nghĩ gì nhiều quá đó. Nè, hoàn thiện xong 100% full led mới mua, chơi theo cái sở thích mình thích chơi vậy thôi, hết. Nè, sơn lốc đen. Bây giờ là tao đã hiểu là tại sao nó sơn lốc đen rồi. Nó bảo mình quên đi full led của nó đời mới là gấp màu đen, gạch tem màu đen mà, chứ đâu phải như full led hồi xưa mà còn ở nó cùng một màu nè. Rồi quay bên đây lại cho chủ xe coi thôi, chủ xe ha, quên đi hèn gì. Nó nói là em sơn gấp, em sơn lốc thôi, em không có sơn gấp với lại gạch te. Thì ra là quên. Các bạn đang thấy là Honda Future LED mẫu 2024 mà các bạn, là gấp của nó là màu đen, lốc của nó màu đen à. Thì bây giờ là mình mới hiểu ý chủ xe rồi đó. Phục á, là phục ý để chủ xe đưa nè. Thì khi các bạn gắn phục lớn này nè, nó dễ đụng cái đây nè các bạn, thì mình chỉnh sửa chút xíu lại ha, đó, cho nó không đụng. Rồi với lại ở trên đây nè các bạn, mấu chốt là ở trên chứ không phải ở dưới đâu. Nhiều anh em chạy á, lúc đầu anh em vừa gắn nha là nó không đụng dàn áo, nhưng mà sau này á, cái phục nó lại chạy ra chạy vô đụng dàn áo. À, nghe rõ câu nói nha, sau này cái phục nó chạy ra chạy vô, có vấn đề đó hay không thì để coi. Trình độ tôi không có nè, học thức tôi không có, nhưng mà thực tế tôi có, coi thử cái phục chạy ra chạy vô được hay không nha. Bị thì biết, cũng mấy anh lớn mà chuyên gắn phục đợt dướng xương em lần rồi đó. Xi bóng còn thắng nè, còn số nè. Hạ bánh căm. Bánh căm này là mua bánh căm chỉ hãng nha các bạn, căm đồng liền hãng hết. Rồi kiểm tra vỏ, chủ xe phải đồ là Michelin Pilot Stitcher 2 mới được nha, chứ Michelin không có được, phải Pilot rồi Stitcher nữa, chích qua chích lại nữa, chích hồi xỉn bụng chẳng bàn luôn đó. Rồi thêm một cái nữa nè, là môn sườn nãy là quay rồi đúng không, tại vì cái này phải kiểm chứng lại đó, quay vô cái sợi dây môn sườn màu xanh cho chủ xe coi mới được đó. À, bên quay qua đây, bên ở trước nè đó. Rồi vậy là xong 100% đó. Thì trên xe này có sử dụng bộ nhôm sinh dĩa là gần 3 củ, gần thôi nha, xém gần. Thì tại sao là vậy á, thì là chừng nào các bạn chơi đi, các bạn biết là riêng sợi sơn á nó sẽ là bao nhiêu tiền. Rồi cái nhông trước em lét bao nhiêu tiền và cái dĩa tại sao em lét nó nhiêu tiền. Em không cần giải thích, đối với những cái gì mà không biết á thì nên tìm hiểu. Bởi vì khi mà một người chủ xe người ta bỏ số tiền ra là có nghĩa là khả năng lao động người ta có hơn mình để mà người ta có một cuộc chơi. Thì dĩ nhiên là trí thông minh người ta nhiều lắm các bạn, chứ không phải như các bạn mà bây giờ lên cào tự nhiên mua xe mấy chục triệu về dọn mấy chục triệu. Không có gì, nó cũng có giá trị của nó. Chơi nó phải sướng thì mới chơi, đúng không? Chơi mày không sướng mày có bỏ tiền ra mày chơi không? Đúng không? Chơi là phải đã. Đó, giống như là chơi không đã thì giờ bỏ tiền làm tiếp cho nó đã. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều.